Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog. Buổi chiều ngày hôm nay thì Thanh Nguyên xin được cập nhật gửi đến cô chú anh chị một trong những nguồn thông tin cực kỳ nóng liên quan đến vụ việc của bé Vân An. Chúng ta được biết là sau gần một tuần kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, thì gia đình bé gái 8 tuổi bị cha đẻ và dì ghẻ đã hành hạ đến chết đã có lá đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm vừa qua được Tòa án Nhân dân TP.HCM chính thức xét xử. Theo đó thì gia đình nạn nhân không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Nguyễn Kim Trung Thái và đề nghị cấp phúc thẩm xử lý bị cáo về tội giết người. Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cho cháu Nguyễn Thái Vân An nhưng đã tàn ác, đang tâm cùng bị cáo là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành cháu trong suốt một khoảng thời gian dài với những đau đớn trên cơ thể. Các bị cáo phải thống nhất ý chí thì mới cùng nhau sử dụng vũ lực bằng tay chân, hung khí nguy hiểm đánh cháu. Nếu không có sự đồng tình của Thái thì chắc chắn Trang sẽ không có cơ hội sát hại cháu. Tôi thấy rằng hình phạt đối với bị cáo là quá nhẹ, chưa thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Thái. Còn tôi đã bị tử vong thì cả hai bị cáo phải chịu trách nhiệm chung vì tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự. Chị Nguyễn Thị Hơ, mẹ của cháu Vân An, trình bày trong đơn, thưa quý vị. Ngoài ra thì gia đình bị hại cũng đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt tử hình vì tội giết người, 3 năm tù vì tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Chúng ta được biết trước tại phiên sơ thẩm ngày 25 tháng 11 vừa qua thì Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì tội giết người, 3 năm tù vì tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình. Còn Nguyễn Kim Trung Thái thì 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm và tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Kim Trung Thái chỉ là 8 năm tù. Theo bản án sơ thẩm thì sau khi vợ chồng Thái ly hôn thì Thái đã nuôi con gái của mình, đó chính là cháu Nguyễn Thái Vân An, sinh năm 2013. Chúng ta được biết đến tháng 9 2020, Thái đã đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống chung như vợ chồng tại một chung cư tại quận Bình Thạnh. Và khoảng cho đến tháng 10, do tình hình dịch bệnh và những sự việc đau lòng đã được diễn ra và mang đến một trong những cái chết cực kỳ thương tâm của cháu Nguyễn Thái Vân An. Và khi cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng là khi cái phiên sơ thẩm kết thúc thì bà ngoại của cháu Vân An cũng đã cầm di ảnh của cháu đi khắp nơi trên đất của Sài Gòn trong đêm. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái hình ảnh của người thân, đặc biệt là bà ngoại đau đớn như thế nào khi cháu của mình đã ra đi một cách oan ức. Cho đến thời điểm hiện tại thì gia đình đã chính thức gửi lá đơn kháng cáo và chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi những cái kết quả tiếp theo liên quan đến vụ việc này. Và rất là nhiều những người dân họ cũng đã bức xúc và mong muốn một trong những cái bản án thích đáng đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Thanh Nguyên cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này để cho quý vị chúng ta tiện theo dõi một trong những cái câu chuyện cực kỳ chấn động cho đến thời điểm hiện tại, thưa quý vị. Dạ. Và hãy tử hình Trang Thái là những kẻ không còn tính người để lấy lại công bằng cho bé Vân An. Đây là một cô là người thân của bé Vân An. Dạ, không, tôi là không, người, thôi. Người già đi buôn là, bán thôi, không dạ đó. Một người già đi buôn bán và dạ vâng, và cô đang mang theo những tấm băng rôn để bày tỏ cái lòng dạ, mình tin tưởng rất nhiều người. Dạ, tôi tin tưởng luật sư Thơm với lại luật cô Ngọc Nữ á, nên dạ, tôi làm cái này để tôi đưa lên thôi. Dạ. Cái này là cô tự dạ vâng, con xin phép con hỏi cô một chút xíu là cái băng rôn này là cô tự bỏ tiền ra cô làm? Dạ, tôi sao? Bỏ tiền tôi làm, tôi đem cô bỏ tiền cô làm, tôi làm cho chắc vậy nè. Dạ vâng. Dạ. Không thì đương nhiên là bày tỏ cái lòng của mình và nói những lời chính đáng thế này thì không có gì để dạ, mình phải không ngại sợ, nữa. Không sợ, dạ, gì không sợ gì hết. Sợ và đây là những cái dạ vâng, sự bức xúc và cái nỗi lòng của rất nhiều người đều muốn nói lên qua cái tấm băng rôn của cô. Dạ. Đó, thì mà con thấy là cô tự bỏ tiền ra để có thể làm ra những tấm băng rôn thế này, thấy được là cái nhiệt huyết của cô dành cho cái vụ việc này rất là lớn. Đã làm tấm này 120 á. Ồ, 120 một tấm này. Ngày hôm nay cô chuẩn bị bao nhiêu? Ồ, cô chuẩn bị đến mấy chục tờ luôn. Cô là sinh sống ở Sài Gòn này phải không ạ? Dạ, sinh sống ở quận 4.
Dạ, vậy buổi sáng ngày hôm nay thì cô tới đây lúc mấy giờ cô? Tôi đến đây chắc khoảng 6 giờ á. Khoảng 6 giờ cô tới đây xe rồi. Vòng vòng mấy cái chỗ gửi hôm trước tao cho gửi nữa. Vậy thì từ nãy tới giờ thì cô đã chia sẻ cái tấm băng rôn này được cho nhiều người chưa cô? Dạ cho rau được 7-8 người rồi. Cho được 7-8 người. Bây giờ mình đang rau hạ giá. Dạ vâng. Cô đang làm hạ giá tức là cô ngày hôm nay đã được cô bán hay là cô? Dạ không. Không đúng không? Dạ, cho nhưng mà đang, không có giờ không ai lấy hết trơn á. Không. Tại vì chắc mọi người chưa thấy đấy thì cô nên cầm cái tấm băng rôn này hẳn ra như này để mọi người thấy nội dung. Đó thì mọi người sẽ nhận cái đó. Vâng. Và con xin phép tiếp tục hỏi cô người cô bên cạnh nữa. Cô là em của chị này. À là em của cô này. Hai chị em với nhau. Rồi. Cho tôi nếu nó lên tiếng thì con Trang ở đâu có dám mà đánh con bé Vân An tới chết. Có cái là mình rất là bức xúc là cái điểm là cái khi mà cái bé, cái xác của bé nằm ở bên trong, bác sĩ ta đang cấp cứu bên trong, nó biết con nó chết rồi, nó ngồi ở đây nó bình tĩnh. Nó vô mật khẩu điện thoại này kia, nó bình tĩnh, nó lướt mà nó đăng nhập vô để xóa những cái dữ liệu camera đi. Thì đủ hiểu là cái người cha này không còn tính người nữa. Không có còn biết là cái tình thương yêu mà đau xót cái chết của con mình. Nói vậy với cậu đồng ý không? Dạ đúng mình rồi. Mình nói thật, cái người thân của mình mà gặp có chuyện gì đó thì mình bật ra luôn, mình không còn biết cái gì nữa. Mà này đó, cái xác con bé đang nằm ở trong đó, máu thịt ruột rà của mình. Mà nó bình tĩnh, nó đăng nhập vô mật khẩu rồi nó xóa dữ liệu camera thì thấy người cha này là không còn tính người nữa. Cho nên là phải xử rất khung cảm hình phạt, tôi nghĩ là phải tử hình thì xứng đáng. Mong muốn là tử hình luôn cả người cha nữa đúng không ạ? Nhưng mà không biết là cô đã cập nhật được những thông tin liên quan đến cái vụ án này hay chưa? Thì coi như là khi mà mình thấy báo chí đăng là kia thì mình theo dõi tiếp luôn. Dạ vâng. Tại vì phiên tòa lần trước xử ngày 21 tháng 7 và đến ngày hôm nay đã 28 tháng 7, tức là sau hơn 4 tháng, thì cái lý do để hoãn cái phiên tòa ngày 21 tháng 7 thì phía cơ quan chức năng trả hồ sơ và yêu cầu là điều tra bổ sung về những cái ngày mà bé Vân An bị tra tấn, về cái điều tra về cái vai trò của người cha. Nhưng mà đến thời điểm này trước phiên tòa này diễn ra, cái tương tích trong những cái ngày đó đó. Dạ vâng. Thì tôi là theo dõi sát sao luôn cái này mà. Thì đến trước phiên tòa này xảy ra thì phiên được xét xử ấy, thì đã cơ quan chức năng công bố là không đủ cái căn cứ cơ sở. Để, không đủ yếu tố để cấu thành cái tội chưa rồi. Chưa đủ cái yếu tố để điều tra, để có thể là xác minh được mấy cái ngày mà cha đã vai trò của người cha trong cái vụ án này. Thì không biết là cô cảm thấy như thế nào về cái kết quả trả lời của cơ quan chức năng? Thì bây giờ mình là người dân làm sao mình đâu có thấy cái nào kết quả, tại vì cái đó là họ cái nghiệp vụ chuyên môn đúng không? Yeah. Tại những cái đó là phải có cái dịch vụ chuyên môn rồi, như thế nào là những cái cơ quan này kia người ta có những người chuyên môn của người ta. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề mà cần xác minh lại những cái khoảng thời gian mà ngày nào đó là đánh bé rồi thương tích người ta nó mới dẫn tới cái chết á, thì cái đó là chức năng của ta. Tức là ngày hôm nay là tòa sẽ không đưa cái tội gọi là tội đồng phạm về tội giết người đối với Thái. Và người dân đang hy vọng rằng là không đồng phạm để có... dám lên tiếng. Tức là bây giờ người ta căn cứ cái điều tra bổ sung. Tôi mà nói thiệt đó, ai mà đánh con tôi nói thiệt, tôi nhảy cẩn lên liền. Tôi nói con mình nó đi rồi nó té ra mình cũng đau rồi. Nói gì cái chuyện này Thái biết chứ tôi phải không biết. Trong nhà mà làm gì không biết. Nếu mà ông lên tiếng, ông nói là cô không được đánh con tôi, là em được đánh con tôi này kia nọ này kia, thì Trang có đâu có dám. Đúng không? Mình chỉ nói theo cái cách mà nhận xét của mình vậy thôi. Còn những cái sự việc diễn biến trong gia đình người ta này kia, đánh bé sao mình không biết được. Nhưng mà tôi nghĩ thế này nè, một cái đứa bé nó đang là khỏe mạnh, đang đi học, đi hành bình thường vậy, nó phải nói không phải tự nhiên chết được. Người ta coi vậy cũng khó chết lắm. Thiệt tình vậy đó, đánh đập dữ lắm, nó mới như vậy. Là những cái ngày trước đã có những cái vết thương, nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé rồi.
cái ngày cuối cùng mà nói là đánh tới mấy tiếng đồng hồ là nó chết luôn là vậy đó. Bây giờ cũng chỉ biết mong làm sao mà những vị luật sư bảo vệ cho bé Vân An và gia đình bé Vân An thì sẽ đưa được cái dạ vâng, sẽ đưa được tên Thái này ra với cái tội danh là đồng phạm về tội giết người thôi. Còn hiện tại tới thời điểm này khi mà đã cái hồ sơ không điều tra bổ sung thêm được về cái tội đồng phạm thì hiện tại là tòa án sẽ không xét xử vào đấy, nếu như mà luật sư không lên tiếng và không đòi hỏi và vạch cái tội đó ra thì sẽ rất khó. Thì lúc này là dường như chỉ có thể xét xử cái tội của người cha bé Vân An là mức án cao nhất là đến 8 năm tù thôi. Một mức án mà chắc chắn sẽ gây ra cái sự bức xúc không hề nhỏ đối với người dân. Chắc chắn luôn á. Nếu mà 8 năm là chắc chắn. Chắc chắn là người dân sẽ rất bức xúc đúng không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà mình cứ để chờ xem thế nào. Hãy chờ xem và hy vọng những người luật sư bảo vệ cho bé Vân An sẽ đòi lại công bằng cho bé. Mình cứ theo dõi phiên tòa sát sao thôi. Dạ vâng. Thì cái tấm hình ở trên ngực của cô là cô tự không là... cái này có mấy bạn đi cái mạng sinh viên đó có mấy bạn là sinh viên rồi mấy bạn ấy là mấy bạn mấy bạn có dán lên ngực cho cô để cái giấy kìa đây nhưng mà tụi tôi làm này đầu tiên là như vậy nè, nó nghe là đầu tiên đó là tính là không có in kịp tại vì in có mấy chục tờ là người ta mới làm vậy mà giống như là mình muốn mắc công việc á. Rồi cái giờ cái in kịp cái sáng nay mới đi luôn. Đây làm về đây nè, coi nè tấm lòng tôi với bé rồi. Nè, có điện thoại không đó, là về nè. Cô cầm ngược rồi, cô quay ngược lại đi. Đây, tấm lòng của người dân và cái sự bức xúc người dân đây. Tử hình Trang Thái. Đây là cái phông làm bằng thủ công mà để bày tỏ cái lòng của người dân đây thưa quý vị. Sợ là không kịp in nhưng mà rất may thì đã in được và có những cái tấm băng rôn giống như hồi nãy mà quý vị khán giả nhìn thấy. Tính là làm hai tấm, hai chị em đi thôi. Mình chỉ đưa lên để mình bày tỏ cái nỗi lòng. Thấy cô mà ở đâu về cô? Thấy đau lòng quá. Xin lỗi. Đó. Rồi tới chừng thì coi như là làm kịp thì bà chị có mới đi in cái này. Dạ. Yeah. Mình phải đúng rồi. Trả tiền cho người ta. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô. Và gần đến thời gian phiên tòa diễn ra thì người dân đang kéo về còn kính thưa cô chú anh chị thì thời điểm hiện tại thì rất là đông, lượng người đây rất là đông nha cô chú anh chị, rất là đông những người dân họ đến nơi đây để mà xem phiên tòa. Thì em thấy rằng là bên trong phiên tòa thì cũng đã có rồi, như Trang Thái cũng đã vào bên trong phiên tòa rồi và những phiên tòa chuẩn bị diễn ra nha cô chú anh chị. Em đang có mặt ở đây để mà cập nhật những cái tình hình mới nhất để gửi đến cho tất cả quý vị, những cái người dân ở khu vực này. Người dân đến đây thì họ luôn bày tỏ những cái nỗi sự bức xúc của mình trong cái vụ việc này. Đặc biệt là về phía những cái thông tin liên quan đến tội danh của người cha. Chúng ta được trước tiên thì như chúng ta được biết là chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi phía tòa án sẽ xét xử sơ thẩm ngày hôm nay vụ việc của bé Văn An sẽ diễn ra như thế nào. Tất nhiên chúng ta nên gọi là vững tin pháp luật sẽ luôn thực thi công bằng và nghiêm minh đối với sự nghiêm những cái con người như thế này để mà răn đe cho những sự việc như thế này sẽ không còn diễn ra được nữa nha cô chú anh chị. Đây, rất là đông luôn. Sao Thu Phương có bức xúc khi mà xử công khai mà cho anh là xoay nặng hả? Ừ, đó nhưng mà ông mới xử công khai mà nó láo đứng ngoài cái mẹ. Ý kiến Thu Phương, ý kiến cho cộng đồng có nghe. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho tất cả quý chú anh chị một sản phẩm được gọi là tinh hoa của thiên nhiên. Đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng trà Mũ Minh. Quý vị chúng ta được biết là mật ong nó có rất nhiều những cái công dụng khác nhau và hỗ trợ điều trị rất nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng nè,
tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, thậm chí đó chính là nâng cao hiệu quả để chữa lành những cái vết thương. Và bên cạnh đó đó, rất là nhiều những cái công dụng dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp. Thì đây là một sản phẩm được lấy từ rừng tràm và chính tay người nhà em đi lấy, cho nên cái phần chất lượng là bảo đảm cho các chú chị là bao xài, bao thử, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì sản phẩm của bên em có thể giao trực tiếp đến toàn thế giới. Quý vị khán giả nào bên phía nước ngoài đó thì có nhu cầu liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, nhắn tin qua Zalo, Viber hay là gọi trực tiếp để đặt hàng. Cũng như em sẽ tư vấn cho quý vị khán giả một trong những cái cách sử dụng và cách bảo quản mật ong như thế nào là tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả các chú chị, mong rằng hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.